chào anh em, chào mừng anh em đã lại kênh mình nha. Rồi hôm nay thì mình cũng lên cái bộ máy của Ý nha anh em, áp 200kg. Rồi trước tiên vui video clip thì xin chúc anh em xem video clip có ông Tấu đề này vui nha và sức khỏe. Rồi thì mình sẽ đi vào chi tiết con máy này nha anh em. Rồi trước tiên mình sẽ giới thiệu cái đầu nè. Đầu này gọi là đầu siêu đẹp luôn nha anh em. Ở đầu siêu VIP luôn, đầu quý hãng Anovi nha. Anovi thì con này là 5,5 kW, 7,5 HP, chạy với áp mức áp là 230 nha. Ở Martin Italia, con này lưu lượng nước tầm khoảng 16 lít/1 phút nha, 16 lít/1 phút. Ở lưu lượng nước vừa và áp cao, thích hợp cho anh em để xe không chạm, chữa xe tiền nha. Ở xe không chạm, tay hồi quý luôn nha, tay hồi riêng quý luôn nè. Đầu nó rất là đẹp luôn nha anh em, vàng chói luôn nha, ốc còn 7 màu luôn. Con này thì cái mồ cũng riêng luôn nha, mồ áp 300, ốc 7 màu luôn nha anh em, quá đẹp. Thì con này thì bộ này thì còn nguyên bản, thì nó được lắp ráp bởi có cái motor 5,5 kW của motor của Hitachi nha, 5,5 kW, ở vòng tua ngần tư 40 đến ngần 740 nha. Con này cho động chạy đồng tua thì nó mới lên áp maximum là 200 nha anh em. Đó, áp 200. Đó, motor này motor 7 Nhật nè. Motor này motor rất là trâu luôn, rất là khỏe luôn nha. Chạy và rất là êm luôn. Đó, rất là êm. Con này thì được lắp mặt bích nha. Lắp mặt bích nè. Đó, này em tiện mặt bích nè, lắp vào ba cái bốn ốc nha. Lắp mặt bích. Rồi lắp mặt bích nha anh em. Đó. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn nha. Này anh em đi xe không chạm, đi xe kiếm tiền nha anh em. Đó. Rồi con này được lắp lên chiếc xe đẩy 4 bánh nè. 4 bánh xe đẩy luôn nha. Xe đẩy này 4 bánh xe. Đó. Rồi. Con này thì anh khách đặt cho em là cái nối nhanh nha, khớp nối nhanh. Đó, 50 m dây nha anh em. Dây mới, dây áp chịu áp 230 nha, 215 bar. Đó, dây này nha anh em. Đó, anh em nào muốn xài dây này thì hãy liên hệ, dây này là 5/6 nè. Chịu áp lỗ 8 ly. Lỗ 8 ly nha. Dây rất là mềm dẻo luôn nha anh em. Đó, xài qua súng dài luôn nha. Súng dài. Rồi. Giờ mình sẽ đi test máy nha anh em. Đó, máy đang chạy nè. Chạy giống như không chạy luôn. Quay chạy không như không chạy luôn nha anh em. Đó, máy đang chạy đấy. Im ru luôn. Im như máy lạnh luôn nha anh em. Đó, im như máy lạnh xe hơi luôn. Quá êm. Chạy mà không nghe tiếng luôn mà. Giống như không chạy luôn. Em bay đang chạy là 10 em bay nha. 10 em bay. Chạy chứ không chạy luôn nha anh em. Cái dòng này lắp âm là nó chạy rất là êm nha, lắp âm vào nè, chạy rất là êm luôn. Đó. Đó lên áp 190kg, 95kg nha. Đó, 200 luôn nha. Đó, ngắt súng là máy về không à. Chạy công tải nha anh em. Không bị xì xẹt nha. Rất là êm luôn. Đó, lên nha, 200 nha. Quá mẹ luôn, quá quá dữ. Đó, ngắt súng là máy về không luôn nha. Không bị xì xẹt luôn nha anh em. Đó, không bị xì xẹt luôn nha. Đó, anh em nào cần lắp ráp thì mình lắp ráp đây nha. Đó, anh em thấy không, quá đã luôn. Anovi là một thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản cũng như
Italia nha. Quá đã luôn. Quá em. Em như xe hơi máy lạnh luôn. Vô tải áp 200 lên có 1.3 nha anh em. 11.3. Con tên này chạy là bao bao trâu luôn, bao đã luôn. Đó. Hàng hóa đang đắng cho anh em nha. Mùa lũ lụt này thì cũng đó, này thấy không? Quá đã luôn nha. Hàng hóa đang đóng cho anh em mấy bộ, trong này có 3 bộ lưới xe, hai bộ lớn một bộ nhỏ đây, xe đẩy. Trời mưa lũ lụt cũng hàng đi lai rai cho anh em nha. Rồi thì hàng thì máy lưới xe thì mình còn rất là nhiều nha. Trong này còn một con nữa nha anh em, con giống vậy nữa nha, siêu đẹp luôn, siêu phẩm luôn. Cũng là Anovi luôn. Đầu đang can xà beng luôn nha. Tay hồi nữa. Hầu ý luôn nha. Quá đẹp. Anh em nào muốn lắp ráp thì mình lắp ráp nha. Này có mấy cái con máy quý luôn nè. Ấy cũng áp 200 luôn nha. Áp 200 G20 áp 200 nè. G20 áp 200 nha. Mình có bán rất là nhiều rồi, quay video clip cho anh em thấy luôn rồi nha. Trong này cũng có một con OK 713 siêu đẹp luôn. OK 713 OK 709 nha, 709 áp cao, áp nước nhiều nha anh em. Nước nhiều xịt tải xe ben rất là đã luôn. Có cái đầu Maru 310 nha, Maru 310 MS 310. Vệ sinh ra để lâu ngày quá nó. Vệ sinh ra nha anh em. OK 313. 313 nha. Rồi thì bên này cũng có dòng máy đi xe nha anh em. Đầu ý Interbum mà. Đầu ý Interbum mà chạy tốc nhanh nha, chạy tua nhanh. Chạy tua nhanh nha anh em. Con này thì anh em gắn motor 5 đến 7 ngựa chạy tua nhanh là chạy rất là khỏe luôn. Áp lên 200 kg. Có đầu Kumet. Kumet này áp 200-250 nha. Kumet này nha anh em. Mấy cái đầu ý nhỏ 3 ngựa. Đầu OK 511 508. Có một con OK 313 mới về hôm sáng, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn nha. Ốc 7 màu luôn nè. OK 311 nha. 511 508. Đồng đầu ý của mình nha anh em. Ở đây này thì đầu ý. Rất là nhiều đầu. Có này nó có một OK 713 nữa nha. 713. Áp 100-150 kg, lưu lượng nước tầm 40 lít trên 1 phút nha. Rồi thì con này là mình đã test OK rồi nha. Rồi giờ mình sẽ bàn giao cho anh em. Trước khi mà bàn giao cho anh em á, thì mình sẽ test máy chạy OK hết nha. Con nào áp bao nhiêu, lưu lượng nước bao nhiêu thì mình có nói rõ ràng hết nha anh em. Rồi cảm ơn anh em đã xem hết video clip mình nha. Anh em nào cần đặt hàng qua liên hệ qua số điện thoại của mình để trên tiêu đề bài viết nha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi hẹn gặp lại anh em các video clip khác. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.